tôi là biên tập viên Nga Vũ và hiện tại tôi đang có mặt tại Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Và quý vị có thể thấy rằng hiện nay ở đây mực nước đang dâng lên càng ngày càng cao, thậm chí là người dân đã phải dùng đến thuyền súp và các loại phương tiện đường thủy ạ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 0 giờ ngày 11 tháng 9, lũ sông Hồng tại Hà Nội đã chạm mức 10,54m, vượt báo động cấp 2, 0,04m, dự kiến tiếp tục dâng cao trong những giờ tới. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện nay mực nước trên sông Hồng đang ở gần mức báo động 3. Một số tuyến phố trên địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình đã xuất hiện ngập úng sâu. Theo Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, mực nước sông Hồng tại cầu Long Biên lúc 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 9 là 10,99m, dưới báo động 3 là 51cm. Thời điểm hiện tại thì một số tuyến phố thuộc phường Phúc Xá như là phố Tân Ấp, một phần phố Nghĩa Dũng, phố Phúc Xá đã có hiện tượng ngập úng. Để hạn chế nguy hiểm và rủi ro, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá đã đề nghị người dân vùng ven sông Hồng chủ động di chuyển tài sản, sẵn sàng di rời khi có thông báo khẩn cấp để bảo vệ an toàn tính mạng. Phường cũng đang yêu cầu các phương tiện, tàu thuyền hạn chế vào khu vực này tránh sự cố và không gây ùn tắc ảnh hưởng công tác cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng. Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cũng yêu cầu người dân tránh xa khu vực bờ vỡ và đê sông Hồng, nghiêm cấm việc đến gần để chụp ảnh, quay phim vì đây là khu vực nguy hiểm có dòng lũ mạnh, để đảm bảo an toàn tính mạng. Đặc biệt là người dân không được tự tiện tắm sông, đánh bắt khi nước lũ đang dâng cao và chảy xiết. Các hoạt động như là du lịch tham quan tại các vùng này cũng tạm dừng. Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá cũng thông báo những hộ dân cần hỗ trợ di rời liên hệ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của phường. Các hộ dân trong khu vực cần theo dõi thường xuyên diễn biến lũ, thông tin cảnh báo và chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương để chủ động thực hiện khi có yêu cầu khẩn cấp. Theo số liệu của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, hiện 276 hộ với 1.059 nhân khẩu trong khu vực nguy hiểm bờ vỡ sông Hồng thuộc phường Phúc Xá được di chuyển đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên số 67 phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch và đêm 10 tháng 9 đã ổn định chỗ ở. Chiều nay phường em cử đến là 5 bạn. Có là một số các em không biết, phường em thấy cũng đông. Các bạn là bạn được đến từ trường nào? Em học ở bên trường khoa học xã hội nhân văn. Vậy thì cái nhiệm vụ của chúng mình làm ở đây là gì nhỉ? Là hỗ trợ người dân kiểu bê đồ xong rồi đưa di chuyển ở đây qua lại. Thế từ lúc 3 giờ bạn ra đây làm thì đã gặp một cái trường hợp nào nó đặc biệt chưa? Chưa, nãy giờ người dân gọi là tuân thủ chấp hành lắm. Là dân cũng có sự chuẩn bị đúng không ạ? Vâng, nghĩa là người chuyền này là chuyên chở những người già và trẻ em. Chưa trở về già cho em. Vâng, đa phần thanh niên và đàn ông thì sẽ lột thì đi vào.
ơi, em chào chị, nhà mình ở trong này hả chị? Tất cả nhà phải di chuyển hết bằng thuyền thuyền ra đây ngoài 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 này luôn à? Có phải di rời hết không ạ? Chuyển hết rồi đấy chị nha. Thế là nhà mình phải chuyển từ hôm nào hả chị? Từ từ số hôm nay. Nước lên nhanh. Nước lên nhanh như thế này từ bao giờ ạ? Từ mấy giờ ạ? Nước lên nhanh này từ lúc sáng, từ lúc 7 rưỡi 8 giờ. Thế ạ? Vâng. Nó lên nhanh quá. Ngày hôm qua giờ này ở đây nó còn cạn kiệt cho đến tận miếu cô trôi. 9 giờ tối qua miếu cô trôi thôi, ra đến tận 7 giờ sáng hôm nay đấy là thôi ngập hết thì cả ở chỗ này. Nước ở đây là nó dâng nhanh như thế này từ mấy giờ ạ chị? Từ lúc 9 giờ sáng nay, 9 giờ sáng đến bây giờ nó dâng. Có nghĩa là sáng nay thì đoạn này đã ngập chưa ạ? Ngập. 7 giờ thì nó chỉ đến đoạn này đến mét dưới đường này thôi. Thế nhà mình ở đây không có cái phương án gì để ngăn chống lũ vào nhà luôn không ạ? Không là mình đang ở thế bị động đúng không chị? Đúng, không làm. Không nghĩ là nó lên cao đến như này đúng không ạ? Vâng, vâng. Dạ. Không có cách nào để mà ấy nữa. Tức là chính quyền với cả tổ trưởng tổ dân phố hay là mọi người không tuyên truyền để có chứ ạ? Nhưng mà tại vì mực nước nó nhanh quá nên không thể nào làm được. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày vừa qua có mưa lớn trên diện rộng các tỉnh phía Bắc khiến mực nước trên các sông lớn đang ở mức báo động. Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Do hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 11 điểm ngập úng tại các khu dân cư, tại các xã như Ngọc Hồi, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Liên Ninh, Tân Triều. Tại một số khu vực như đường dọc sông Hòa Bình, đường 1A khu vực kho 6, đường 25m chiều khúc Tân Triều, đường Vũ Lăng khu vực công ty Vinafaco, xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Thống kê sơ bộ cho thấy tổng diện tích bị ngập của huyện Thanh Trì là 1.146 ha, diện tích lúa đã trổ bông bị ngập, đổ 950 ha tại các xã như Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Đại Áng, Liên Ninh, Hữu Hòa, diện tích rau màu, cây ăn quả 391 hecta tại các xã như là Duyên Hàn, Vạn Phúc, Yên Mỹ, 35 hecta diện tích ao bị tràn bờ tại các xã như Yên Mỹ, Tam Hiệp, Hữu Hòa, Vĩnh Quỳnh do mực nước sông Nhuệ dâng cao đã dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số địa điểm đoạn qua xã Đại Áng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị Ủy ban nhân dân xã Đại Áng huy động lực lượng trên 1.000 người để xử lý khẩn cấp sự cố. Để đảm bảo an toàn, huyện Thanh Trì đã vận động hỗ trợ 32 hộ dân tại các vùng bị úng ngập cục bộ ở các xã như Duyên Hà, Liên Ninh với 71 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Trì duy trì tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chủ động vận hành liên tục các trạm bơm tiêu úng để hạ mực nước, giảm thiểu thời gian úng ngập trên địa bàn nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Dạ, hiện tại bây giờ là Tùng Anh đang đứng tại đê Hữu Hồng, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là tình hình của người dân ở phía bên trong, cuộc sống sẽ như thế nào ạ? Là hiện tại thì người dân xung quanh này thì gia đình và mọi người ở trong đấy thì tình trạng ngập lụt như thế nào ạ? Gia đình ở chung quanh chòm xóm nhà cô hiện tại là bây giờ đang ngập vào trong sân thôi. Thì cô thì chăn bò, thì bây giờ cô
cô nước lên cô không thể để bò nhà được thì cô phải cho sang đê để trông nom ở trên đê này thôi. Cái việc mà phòng chống thì mọi người đã có những cái sự chỉ đạo hay là mọi người đã có những cái mà được thông báo gì chưa? Có, coi như là cả chăn nuôi như thế này là có bọn phòng dịch đấy. Dạ vâng ạ. Phòng dịch người ta đến người ta phát thuốc cho mình thì mình tiêm trùng cho bò lở mồm long móng rồi là tụ huyết trùng. Dạ. Thế với lại nó bị viêm da nổi cục. Thì đấy, gia đình chúng tôi là theo tuân lệnh của thú y thì chúng tôi là trách nhiệm là làm đầy đủ thủ tục là về chăn nuôi như thế. Vâng. Thế cái việc ngập lụt thì đang ảnh hưởng và gây khó khăn cho gia đình cô như thế nào ạ? Nếu mà ngập lụt thì gây khó khăn cho gia đình là bây giờ ở gia đình trong nhà thì là ngập lụt các có bà mẹ già là 107 tuổi. Đấy là bây giờ các cháu chắt là ở nhà trông nom cụ thì còn gia đình chúng tôi là chăn nuôi thì phải ra ngoài này trông nom ở ngoài này. Đấy. Đấy. Tôi tên là Lê Công Huy thì tôi làm ở trong chỗ kho Đại Lan trong này. Thì làm trong cái xưởng về in bao bì. Thì hôm nay là nghe nó đã ngập vào cứu trợ anh em trong này rất là khổ. Nước ngập rất sâu. Bên trong thì nó tầm rơi vào đến hơn 2 mét rồi. Thì anh em đang chung là tích cực trong xưởng vẫn đang ở trong đấy. Cái tình hình mà khi mà mực nước nó lên thì nó lên có nhanh không ạ? Và trong vòng bao nhiêu lâu thì làm anh cảm thấy là... Từ hôm qua đến giờ 6 giờ bắt đầu là xả đập. Thì bắt đầu nước đã ngập đến... Đầu tiên là ngập đến chân đầu gối rồi. Vâng. Xong rồi đến 9-10 giờ thì đã ngập đến bụng. Rất là nhanh. Chung là trong một khoảng từ đến nửa đêm thôi. Thì đã ngập đến bụng rồi. Sáng hôm sau sang thì đã cao đến cổ. Ngập rất sâu nhanh. Điện đóm không có. Thức ăn thì mọi người đang thực chi là không có để chuyển vào. Bây giờ là mọi người đang ở trên nhà cao tầng thì tầng 2, tầng 1 thì ngập hết. Từ cập qua cửa hết rồi, chung là không còn gì. Đấy, chung là bây giờ dân rất là khổ, ăn uống khả năng rất là đói kém. Công tác mà phòng chống lũ lụt của mình đã diễn ra từ lúc nào ạ? Từ 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ngày hôm nay sau khi mà có cái thông báo. Dạ vâng, thế ngoài ra thì hầu như là những hộ dân ở bên trong này là đã ra gần hết được chưa? Các cái hộ dân ở trong này thì một số người già và trẻ em đã được lực lượng bộ đội cùng với công an mà đưa lên thì cơ bản là đã hết được cái cơ bản là người già và trẻ em thì cũng đã ra ngoài, còn một số các cái hộ dân thì đang ở lại để củng cố và chạy các cái tài sản. Dạ vâng. Vậy thì con lên không? Con lên không? Dạ vâng. Cầm này nói ở đâu? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin mời chú ạ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Quốc phòng là chúng tôi là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cho nên chúng tôi tự tìm đến với dân, đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để cứu nhân dân và cứu tài sản của nhân dân. Dạ vâng, như chúng ta có thể thấy rằng là ở phía trước kia, dạ vâng, phía sâu trong kia vẫn còn đây. Hiện tại bây giờ thì các bạn nhỏ cũng đang được đưa ra rồi ạ. Dạ vâng. Rồi. Cứ bước từ thôi, đi bước từ từ thôi. Không phải sợ đâu. Lên sang hết. Từ từ các ổn định đã. Là anh mình quay lại nhà kia, không có ngoài cầu thang. Con thì nó đón tiếp. Ok.
Đưa đưa cái đấy lên đây cho đỡ ướt này em ơi. Em ngồi xuống dưới này đi. Đây. Đây. Ngồi đây, ngồi đây. Như chúng ta đã nhìn thấy thì đây cũng là ở phía xa kia của chúng tôi, cũng là xuồng của binh chủng đặc công đang vào để cứu trợ cho người dân bên trong ạ. Do đặc điểm ở đây rằng là cái địa hình ở đây á, nó rất là nhỏ, đâm ra là các anh ở trong binh chủng đặc công là các anh ấy phải lấy những cái cano nhỏ ra để đi sâu ở bên trong đưa từng người ra một ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là cái việc di chuyển ở bên trong ấy, mọi người có thể thấy rằng là ở bên trong càng đi sâu vào thì nó sẽ càng nhỏ ạ. Đây là cái địa hình ở vùng này nhưng nó vẫn là cấu trúc theo cái đô thị cho nên là cái đường ngang ngõ hẻm nó rất là nhiều. Dạ vâng. Ở đây thì vẫn là do cấu trúc của đô thị, đâm ra là vẫn còn rất là nhiều ngõ ngách, thành ra là phải lấy những cái cano nhỏ để đi sâu vào bên trong để có thể đưa được các bạn nhỏ để. Vâng, đây chúng ta có thể thấy ạ. Đây chúng ta có thể thấy rất là nhiều người dân, rất là nhiều người dân cũng như là lực lượng chức năng đang đưa mọi thứ ra ngoài rồi. Đấy, cũng may là lúc này là trời ngớt mưa cho nên cái việc cứu hộ là cần phải khẩn trương trước khi trời tối. Dạ vâng. Rất may rằng là cái thời tiết lúc này mà khi mà tôi đang đi vào thì hiện tại bây giờ trời đã bắt đầu ngớt mưa rồi. Thế nên là cái việc mà cứu hộ đang được các anh khẩn trương hơn. Còn nếu như mà trời mà mưa to cộng với việc rằng là càng ngày cái ánh sáng của mặt trời xuống thì cái việc cứu hộ nó sẽ rất là khó khăn ạ. Dự kiến là chúng tôi sẽ cứu dân trong suốt một đêm này. Dạ vâng. Và theo như thông tin của chúng tôi nhận được thì dự kiến là các anh ở bên binh chủng đặc công sẽ cứu dân trong suốt đêm nay luôn ạ. Sâu nhỉ? Sâu, đây là con đường đấy. Đây là cái con đường trước. Đây là con đường đúng không ạ? Đây là con đường. Dạ vâng. Ở đây là nhân dân người ta muốn kiên trì ở lại để bảo vệ tài sản nhưng mà nước lên rất cao nên là buộc phải di dời nhân dân ra đến vị trí bảo đảm an toàn. Dạ vâng ạ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái biển đây phía bên phải, anh quay sang phía bên phải chúng tôi ạ. Đấy, nước đã dâng lên cao như thế này rồi ạ. Và chúng tôi cảm giác như là càng ngày nước nó sẽ càng dâng lên cao hơn ạ. Đấy, mọi người có thể thấy không ạ, ngập hết tầng 1 rồi. Ở bên trong này là coi như là ngập hết tầng 1 rồi ạ. Bình đấy, như phía bên trái đấy, mọi người có thể thấy không ạ, ngập hết tầng 1 rồi. Đây, ở phía bên trước mặt chúng ta thì là cũng đang có bộ đội đang cứu người ạ. Tôi quay lại thôi, bằng này thôi. Đây đây đây, chúng ta có thể thấy không ạ? Rất là đông ạ. Alo ạ. Dạ. Hay được chưa? Rồi đi đi. Không đi đi thẳng đi, chứ thẳng à. Thì... Bọn vẫn đang ở chỗ nhà bác Mai Hà. Kéo hết xuống làm sao? Rồi nó ngập. Vâng. Kinh khủng. Quay đầu ra. Dạ vâng. Thì cháu thấy bảo là đây là kỷ lục rồi gì nữa. Đây là trận báo kỷ lục mấy chục năm nay mới có. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là một trận bão thực sự là kỷ lục, mấy chục năm nay mới có. Vâng. Đấy, mọi người có thể thấy ạ. Dạ vâng. Người dân thì càng đến tối thì bộ đội càng khẩn trương để giúp dân có thể đi ra ngoài ạ. Thì bên trong này bây giờ là càng đi sâu bên trong là càng ngập hết rồi ạ. Đấy, bên trong kia vẫn đang có người ngập đến bụng rồi ạ. Đây đây, đang có người bên này.
Đây chúng ta có thể nhìn thấy ở phía bên trong ngõ này đi ạ. Đấy, mọi người có thể thấy không ạ? Ui dồi ôi. Chìm. Đây chúng ta có, chúng ta có thể thấy ạ. Đây đây lấy của cháu. Đây 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 có đây 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 áo phao đây áo phao đây. Ui ơi. Mày dùng cái thuyền bé đưa ra thôi. Đây đây. Đưa cái thuyền bé ra thôi. Bám vào. Ẩn ra bác ạ. Cả nó một con su không gì đâu. Vâng. Quay đầu vào kia đi. Lùi nó lại đã. Lùi phải chỉnh nó thẳng đi. Phải vặn cái đấy lên làm gì? Nên lùi nó nhẹ. Kéo từ từ. Chúng ta có thể thấy là bên trong này rằng là có rất là nhiều cái con ngõ. Vâng, và chúng ta cũng có thấy rằng là ở vừa rồi là một chiến sĩ đặc công đã nhảy xuống nước, và bây giờ hiện tại ở đây nếu như mà ngập thì chắc là ngập quá đầu người rồi ạ. Quá ngập quá đầu người luôn rồi ạ. Lùi ra. Vẫn còn có báo động cơ. À cái cười nhà cậu. Cười nhà cậu bị ấy. Chạm vào cái cửa. Vâng ạ, vâng đúng ạ. Nó mấy rồi? Đó 11 ạ. Rồi, 11 rồi. Bẻ vào. Bẻ vào cổng. Sợ không ra đâu chú ạ. Ngõ này nó bé, đứng đây đó. Rồi. Đẩy thương vào. Đẩy cái đầu nó vào đây này. Đây. Cả là cao su không gì đâu. Giữ giữ cái cây để cho nó cái... Đúng rồi. Để cho nó khỏi đi ra. Rất khó khăn. Mình giữ, đẩy cái thuyền nó lên này cho nó đẩy lên. Rồi. Giữ lái làm sao phải giữ cho. Vâng, đây là những người dân. Được chưa? Đưa dân ra đâu? Ai đây có lên không? Đâu chị đấy đâu ạ? Chắc ở bên trong ấy chứ. Quay bên trong ấy. Đó. Để chúng ta có thể thấy rằng là ở đây rằng có rất là nhiều cái con ngõ nó sâu như này. Đâm ra là cái việc mà đi sâu vào bên trong để mà đưa được những người dân ra ấy, nó cực kỳ là vất vả. Đấy mọi người có thể thấy ạ. Bây giờ đang có người ra rồi đấy ạ. Rất là khó khăn. Rồi. Rồi chị lên đi ạ. Công ơi đứng dậy. Rồi mọi người. Ngày xưa có bơi ở ấy không? Có bơi ở sông Hồng không? Em không bơi đâu. Rồi. Để cái thuyền cái ra đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâu anh kia đâu ạ? Đây đang ở dưới này. Đấy để cho nó lên đấy. Rồi bây giờ để cho. Đấy, không sao. Đấy. Rồi. Đấy, con.
lên được rồi bây giờ đi ra đi ạ. Ok xong rồi. Không sao. Đâu bây giờ chúng ta sẽ quay ra đúng không? Quay luôn vòng kia xong quay ra được cái thọ kìa em kìa. 2 mét đây anh ạ. Vâng. Sâu quá nhỉ? 3 mét đi. Không nhảy xuống. Sâu mà cái cổng này mà cái cổng này ấy mà cái cổng ở kia mà nó đã lên hết được cả cổng như thế được chắc chắn nó phải rất là sâu rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài ạ. Đừng ra nó từ từ đều đó. Vừa ăn rồi ạ. Thôi. Đi. Thế đi cứ đi từ từ để cứ đi dẹp thuyền vào. Đây đi ra đây đi và dẹp vào người ta. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Bên kia là lực lượng của anh chị công an đúng không? Công an nhân dân. Bên kia là lực lượng của bên đấy là dân. Vâng, những người dân là họ đang đi tiếp tế cho những cái người mà không ra ngoài. Nó rơi xuống. Vâng. Rất là nhiều người đấy vẫn là được cứu. Nhiều người dân người ta vẫn còn đang đứng ở đấy. Thôi cứ đi thẳng đây là thả một cái dây xuống kéo lên chị. Cái đường thả một cái dây xuống kéo lên là được. Rồi bạn đi thẳng lên giữ thẳng. Rồi bây giờ cứ đi đều đều thôi. Đi đều, ra đều. Từ từ, không được gì. Bỏ tay ngồi yên. Anh Công ơi, anh ngồi xuống rồi, em để em nhìn đi đường. Đây rồi. Anh ơi, sao không đi đường kia đi mày ạ? Em cứ đi thẳng đây đi, xong rồi rẽ phải, xong rồi đi ra là lên cái chỗ ấy. Em lên đây mà anh, em lên đây mà. Lên đây. Đây, lên đây, đây đang lên đây. Đây cũng đây. Đây, đang đi lên đây mà. Rồi, đây mà. Rồi. Yên tâm. Đấy, tàu này cũng tàu đặc công này. Đây cũng là tàu đặc công đấy ạ. À, trước mặt ạ. Vâng. Cứ giữ thẳng lái đi. Đây mà, cái cửa này nó ngập cả cửa cổng chào luôn này. Đây, cổng đây. Cổng nhà này là ngập luôn này. Thấy không? Mênh mông toàn là nước thôi ạ. Vâng. Cái gì này mà kiểu như là da cầm da súc chắc là không trụ nổi. Nó mưa là da cầm da súc. Các cái 4.000 gà giờ còn 400 trong kia. Dạ. 4.000 gà với thực 400. Thiệt hại rất là nặng nề đối với những người dân ở trong này ạ. Sẽ chở chị ra đến đây đằng đấy. Đấy, hai người kia đang chụp. Huy kìa. Đấy cái đội kia là đang trực chờ. Đây đội kia bên kia đang trực chờ cứu dân kìa. Đứng lại được anh ạ.
các chú có thể thấy rằng là ngoài này còn rất là nhiều người đang ngóng chờ người thân của mình được các chiến sĩ đặc công đưa ra bên ngoài ạ. Rồi. Dạ vâng, chúng tôi đã đi ra ngoài rồi ạ. Rồi, rồi, xuống bớt đi ạ. Rồi, cứ từ từ, mọi người cứ từ từ đi ạ. Vâng, cảm ơn các chú, cảm ơn các anh ạ. Vâng, vâng, vâng. Rồi, thế con người dẫn đi. Con người dẫn đi. Sao ông vào nhà, không là nhà em thì không... Đúng xong chưa? Dạ, xong rồi đó. Không thấy đâu em ơi. Đâu? Mình có mang ô vào đâu? À đây, đây, đây. Chỉ phải tát, tát nước. Cháu nhờ chú khô kìa. Đúng, 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 khô. Quý vị là không chỉ tại Hà Nội mà rất nhiều địa phương khác cũng đang gặp tình trạng lũ lên cao, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân. Rất nhiều nơi lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được với hiện trường do mưa to. Sau đây là những thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ các địa phương ạ. Vào 11 giờ đêm ngày 10 tháng 9, lũ trên sông Lô đã đạt mức 27,59m, cấp rất nguy hiểm, nước vẫn tiếp tục lên. Đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đã vỡ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương Tuyên Quang xác nhận, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m, giáp danh với xã Hợp Nhất và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước, nên công tác di rời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai, do đó không có thiệt hại về người. Đến nửa đêm, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn. Kết hợp thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang phát đi thông tin tối ngày 10 tháng 9 cho biết, tình hình lũ các sông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3. Theo số liệu cập nhật lúc 23 giờ của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, nước sông Lô đoạn chảy qua Tuyên Quang đã ở mức 27,59m, vượt báo động 3. Sáng 11 tháng 9, một ngày sau vụ lũ quét kinh hoàng, vùi lấp cả thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, không khí tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo. Ngay đầu thôn Làng Nủ là những khuôn mặt thất thần của những người đi tìm người thân, những người xa lạ từ các thôn lân cận nghe tin đến cứu giúp cũng đỏ hoe mắt, dõi theo dòng nước, dòng bùn đất mà bất lực. Có 5 người thân gặp nạn trong vụ lũ quét, anh Hoàng Văn Thới với gương mặt thất thần, ngồi hướng ánh mắt về phía xa. Trận lũ quét này đã lấy đi những người mà anh yêu thương nhất là mẹ già, vợ và 3 đứa con nhỏ. Người đàn ông trụ của gia đình từng trải qua nhiều khó khăn này không thể kìm được nước mắt khi sự mất mát lần này là không gì bù đắp nổi. Ngồi bên 3 đứa con đã tử vong, anh Thới không thể nói nên lời. Cũng giống như anh Thới với rất nhiều người dân ở thôn Làng Nủ, sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 10 tháng 9, khó gì có thể bù đắp nổi những mất mát mà họ đã trải qua. Tai họa ập đến khi những đứa trẻ ngủ còn chưa tròn giấc, những người lớn chưa kịp ra đồng, những người già đang mong trời tạnh giáo để giúp con cháu dọn dẹp nhà cửa. Bản làng nhỏ bé định cư lâu đời, thuận hòa với thiên nhiên dưới chân núi Con Voi, cứ thế mà biến mất theo dòng nước lũ. Cầm trên tay cuốn sổ ghi tên những nạn nhân mất tích, anh Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, rơm rớm nước mắt. Chỉ những người đi làm ăn xa hoặc không ở nhà thời điểm đó mới may mắn thoát nạn, thiệt hại lúc này là không thể đo đếm được. Sau khi cầm điện thoại để gọi vào số của những người hiện còn mất tích nhưng không liên lạc được, anh Diệp cho biết chỉ mong là do mất sóng điện thoại thôi.
níu giữ chút hy vọng, nhiều người thân của người đang mất tích vẫn thẫn thờ ngóng chờ tin của người thân. Sau khi có thông tin vụ lũ quét nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã huy động khẩn cấp các lực lượng quân đội, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và một số lãnh đạo sở ngành của tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn tại đây. Sư đoàn 316 của quân khu 2 cũng đã cử 200 chiến sĩ, 80 chiến sĩ công an cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Lào Cai cũng đang tham gia công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra có 200 học sinh trường cao đẳng Lào Cai cùng xuống giúp nhân dân khắc phục thiên tai. Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống kê thiệt hại bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đến 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024 đã có 292 người tử vong mất tích, 152 người thiệt mạng, 140 người mất tích. Tính đến trưa ngày 11 tháng 9, tỉnh Lào Cai có 155 người, 53 người thiệt mạng, 102 người mất tích, gồm Bảo Yên 109 người, Sapa 8 người, Bát Sát 13 người, Simacai 7 người, Bắc Hà 15 người, Văn Bàn 2 người. Tỉnh Cao Bằng có 29 người thiệt mạng, 23 người mất tích. Tỉnh Yên Bái có 40 người do sạt lở đất, 37 người tử vong, 3 người mất tích, gồm Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20 người, Văn Chấn 1 người, Văn Yên 4 người, Trấn Yên 2 người. Tại Quảng Ninh ghi nhận 13 người thiệt mạng do bão, 12 người, lũ cuốn 1 người. Tỉnh Phú Thọ có 10 người, trong đó có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người thiệt mạng do sạt lở đất. Mưa lớn kỷ lục tại các tỉnh Bắc Bộ đã khiến nhiều nơi chìm trong biển nước, gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa lũ quét. Những thông tin về tình hình ngập lụt tại Hà Nội và các địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các buổi livestream tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.